Vậy tăng huyết áp có nguy hiểm hay không? Bạn chắc chắn đã nghe đến các bệnh nguy hiểm như là đột quỵ, mất thị lực, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận, và phần lớn đều chưa bao giờ nghĩ đến hoặc liên hệ chúng với cao huyết áp. Nhưng căn bệnh này thực sự tồn tại và chắc chắn sẽ xảy ra, đó là các biến chứng của tăng huyết áp. Mạch máu của chúng ta thì rất kiên cố, nhưng nó cũng có giới hạn của mình. So với ống dẫn của chiếc máy bơm thì nó thật là mỏng manh. Sau một thời gian dài chịu áp lực quá cao, thành động mạch bị tổn thương, trở nên yếu đi, nó có thể bị phình ra và bùm, vỡ mạch. Các bạn hiểu sẽ nguy hiểm như thế nào nếu đó là các động mạch não hay động mạch chủ của bạn ạ. Ngoài ra, khi áp lực tăng cao sẽ hình thành các vết rách nhỏ trong mạch. Các chất trong máu như cholesterol, chất béo, calcium trước đấy di chuyển trơn tru trên một thành mạch nhãn bóng, thì nay gặp phải vết xước này lắng đọng lại, tạo mảng bám và càng làm vết rách to hơn. Khi các mảng bám lớn lên, máu di chuyển qua chỗ hẹp sẽ rất là khó. Hồng cầu có thể dính vào đó và tạo thành cục máu đông, bít chặt mạch máu lại. Khi động mạch, nhất là các mạch máu quan trọng cung cấp máu cho não và động mạch vành cung cấp cho tim, bị tắc, không tưới máu được cho tế bào thì tế bào sẽ chết đi. Đây là nguyên lý tạo nên căn bệnh chết người, đột quỵ. Tế bào não và tế bào tim mà chết đi thì chỉ có nước ăn chuối với ngắm gà trên ban thờ chứ còn gì nữa. Vậy, tăng huyết áp cũng bắt đầu hơi nguy hiểm rồi đó nhỉ? Vậy điều gì đã xảy ra trong cơ thể bệnh nhân? Liệu các bạn có tò mò tại sao bệnh nhân lại bị như vậy? Nếu có, hãy đợi xem video đầy đủ sẽ công chiếu trên kênh vào tối ngày mai. Hoặc ngay bây giờ, hãy truy cập kênh YouTube Dr. Minion, subscribe và xem đầy đủ video đường link dưới mô tả nhé.